chào ảnh đây. Này em có con ba lắng này. Con này để em nói quá, con này 1 tấn á, 1 tấn hàng elephant. Xích 1 phần á. Xích 1 phần, xích đẹp này. Này nó cái này bị mẹo này. Về mà anh phải chỉnh sửa lại. Này mẹo. Này mẹo quay á. Về mà anh phải chỉnh sửa lại tí nữa. Này bị mẹo. Quay nó khó. Về lại là không biết sao mà nó. Quay tới được con quay luôn cũng được á. Quay tới đây được này. Quay tới đây được, không quay lùi là nó bị mắc cái khớp đấy. Khớp đấy nó không trả được nhá. Em phải lấy cái này móc lên này. Móc lên mới trả được. Thì mình có thử quay đấy thì được này, quay lên thì được này, nó hơi mẻo, quay ngược lại thì nó mắc cái lưỡi gà này, quay ngược lại cũng được, không hiểu sao đâu, chắc đây này đời cổ á, đời cổ á, một lần làm xong phải móc cái này lên này. Này, móc cái lưỡi ga lên này. Không bỏ xuống là hắn không chạy được, không chạy ngược được này. Thì chạy tới được đó. Này hàng cổ. Này. Móc lên mới trở ngược lại được. Mọc lên mới trở lại được. Con thả xuống là chiều á. Thả xuống là mọc cũng được. Chiều quay lên được thôi. Đây nó hơi kẹt á. Về anh phải chỉnh sửa cái này lại. Nó thẳng. Ném bàn 600 á. Về mà anh nó lâu sai vặt vặt á. Về phải chỉnh sửa lại nhiều nhé. Nó hơi mẹo này, khó quay này. Đây. Con này 600.000. City đang đẹp á.